Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tới một video rất mới của mình, đó chính là về trò chơi Hay Đây, một tựa game rất là đỉnh đám đầu tiên của Supercell. Và mình đã chơi trò chơi này từ hồi nó mới ra. Sau đó thì Clash of Clans ra đời, mình đã chuyển sang Clash of Clans và lãng quên ngôi làng nông trại vui vẻ Hay Đây gần 6 năm rồi. Và hôm nay mình sẽ quyết định trở lại thăm ngôi làng nông trại vui vẻ để xem sau 6 năm thì cảnh vật và con người cũng như những sự kiện ở nơi đây nó khác gì hơn so với thời năm 2013 mình chơi hay không. Và hiện tại thì mình đang sử dụng cái tài khoản của vợ mình. Và tài khoản này thì là mới chỉ hơn 2 năm chưa vào thôi. Thì các bạn có thể xem vào đây là bức thư này sẽ thấy nhá. Xin cảm ơn, xin chào Lan Chi. Đã 2 năm kể từ khi ngày bắt đầu chơi Hay Đây rồi. Thời gian trôi thật là nhanh. Chúng tôi hy vọng bạn thích món quà đặc biệt mà chúng tôi gửi kèm trong tin nhắn này để thể hiện lòng tri ân của chúng tôi. Thay mặt cho toàn bộ đội ngũ Hay Đây, xin cảm ơn bạn đã chơi trò chơi của chúng tôi. Trân trọng, nhóm Hay Đây. Và mình sẽ nhận luôn các bạn nhá. Vào đâu đây để xem. Vào vật phẩm trang trí được không các bạn nhỉ? Rồi các bạn ấy cho cái gì đấy? Kiếm ở đâu đây? Thôi không sao. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy ủng hộ mình một like, share, bấm vào quảng cáo để có thêm động lực làm những video hay hơn. Và hãy chắc chắn rằng các bạn đã bấm đăng ký kênh Akari Gaming, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được những thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video. Còn bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu thôi nào. Let's go! Thực sự là thời điểm mình chơi năm 2013, đến nay là 2019 thì có quá nhiều điều đó thay đổi rồi. Và thực sự là những đàn heo này của mình đã chết đói gần 6 năm nay rồi các bạn ạ. Rồi. Và bây giờ mình sẽ đầu tiên là mình sẽ thu hoạch ở cái khu vực này trước này. Ôi, những cái cảm giác cầm liềm vẫn như ngày nào, mượt mà lắm. Rồi. Rồi. Sức chứa của tháp của mình là được 975. Rồi trước tiên là phải cho cái đám này ăn. Ô, không, chưa có cái sản xuất thức ăn à? À đây rồi, sản xuất thức ăn đây này. Ồ. Ồ. Đấy, cái level này của mình, cái làng mình đã lên được là level 77 rồi, mình mới nghỉ. Ồ, rất nhiều sản phẩm ở đây đã được mình sản xuất trước đây nữa. Ồ, nhiều cái quá. Từ từ đã, để mình cần phải ghi nhớ sản xuất những cái đơn giản trước nào. Thôi trước tiên là cứ cho mấy thánh này ăn cái đã nào. Để mình nhớ là cần phải giải phóng cái kho đi. No, trời ơi. Cho tao làm video một chút xíu nào. 6 cái. Rồi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Rồi. Mình nhớ mấy cái này lắm. Là 6 con cơ mà. Đây, còn một con ở đây nữa này. Đấy. Hết rồi à? Bên này. Nhiều lắm. Lợn này 6 cái. Hết chưa? Đây nữa này. Rồi. Úi giời, những em cừu trụi hết cả lông rồi. Đâu rồi? Cừu đâu nữa rồi? À đây. À. Đây. Đây, đây, đây. Vặt cái lông cừu này cái. Ý, trụi luôn. Một thời mình chơi cái này cũng say sưa lắm các bạn ạ. Ờ, cái lúc mà trước khi Supercell tung ra Clash of Clans là mình chơi trò này. Là cái trò đầu tiên mình chơi về của những tựa game của Supercell. Mình rất kết cái trò này. Mình đua với vợ mình luôn và mình vượt qua cô nàng ấy luôn. Ngày xưa là mới chỉ là bạn gái thôi. À, sau này mới thành vợ cơ. Mà ngày xưa chấp mình chơi trước, mình rủ rê mình chơi, cuối cùng mình chơi giỏi hơn. Đấy, mình chịu khó cày hơn. Thế là mình thắng thôi. Rồi mình trồng một ít rau củ quả đây nè. Lúa còn rất nhiều. Ngô này, ôi để chuẩn bị là sản xuất thức ăn đấy mà. Mía mình nhớ là trồng nó mất thời gian lâu hơn. Nếu các bạn nào đang xem mà bảo mình chơi gà thì các bạn cứ comment ở dưới giúp mình hướng dẫn thêm nhé. Bởi vì cũng 6 năm rồi mình không chơi ấy. Các bạn nhớ giúp mình với nhá. Rồi trong thời gian chờ thì kiếm việc thì làm thôi nào. Cảnh vật bây giờ mình thấy có rất là nhiều sự khác biệt.
Và các bạn có thể thấy là những nhà máy của mình đã trơ khung hết rồi, chẳng còn làm việc gì nữa cả. Một khung cảnh rất là hoang tàn. Thôi thì mình lấy những cái lọ này về kho chứa nào. Đúng rồi, nhốn hết cả nháo đây rồi. Cà phê, cà pháo nhiều lắm này. Mình cũng có cả máy trộn sinh tố đây nữa này. Đùa đâu, ngày xưa cũng cày quốc kinh lắm, giờ đỡ nhiều rồi. Ngày xưa chơi với vợ mình chấp cô ấy chơi trước cơ. Sau mình cày lên, mình chơi nhẹ nhàng nhiều luôn. Rồi cũng đã hết cả sữa rồi. Ôi dồi ôi. À, mấy thanh niên này đã chín rồi. Yeah. Tài khoản mình bây giờ có tới mình được cái ván rồi kìa. Lên 100.000 rồi, hơn 100.000 vàng rồi. Ngày xưa là có cái bảng tin này, chọn một đơn từ bên trái. À, mình thiếu một cái này nữa. Thiếu một cái bacon nữa. Bacon làm ở đâu ấy nhỉ? Bacon ở đâu? Cái máy bacon ở đâu các bạn nhỉ? Không phải cái này à? Ở đâu nhỉ? Quên hết rồi. Đó là bánh mì chế biến sữa, nước ép trái cây. Ôi trời ơi. Rồi từ từ đã. Mình đang ngơ ngơ rồi, đang quên hết rồi. Yêu lại từ đầu này nó hơi khó rồi đấy. Hết 4 quả trứng. Tôi sản xuất cái này thì tốn cái gì? Đây. Đầu tiên là cứ cho các ông này ông ăn đi đã. Cho gà để trứng đi nào. Lợn này. Bên này, ô mình có 2 nhà này luôn à? Ở ngon. Gà mình nhiều này. Lợn này. Rồi hết đậu tương rồi. Rồi cho cừu này. Hết đậu tương rồi. Mình nhớ là hết thì mình đi mua. Nhờ các bạn nhờ. Rồi đây, như vậy là coi như xong ở một số cái công trình này ở đây. Mía thì đang lấy trồng rồi. Ngô với cả lúa thì có vẻ hơi nhiều. À, mình có tiền này. Mình đã bán được cho một số bạn ở đây rồi. Về bên này xem nào. Ôi giời, pin yếu nữa cơ. À, bắt cá nào. Cái gì đây? Ồ, sức chứa của thẩm mỹ viện cho vịt. Ồ, nhiều móc câu quá. Ồ, làm mới bằng cái thẻ này. Ồ, 20 không biết nó như thế nào đây. Ta là... Rồi, cái này là nuôi con ốc à hay con gì đấy nhỉ? À, lobster, mình nhớ là hình như con cua ấy. Ồ, thử câu cái nào. Mình nhớ là phải giữ này đúng không các bạn này? Đấy, chờ cho nó vào trong cái vòng tròn. Ê, đi vào. Rồi, ấy xe. 6 năm không câu, vẫn tỉnh lắm. Cá copper red hot, ok. Một cái không câu được nữa rồi. À, lobster đây rồi. Sức chứa hồ nuôi tôm hùm là 1/6. Ô, có cá bẫy. À, yeah. Làm thịt các em thôi. Sức chứa các vật phẩm đã lên tới 938 rồi. Ở đây nữa kìa. Mà mẹ không hiểu, không nhớ là nuôi tôm hùm để làm gì nhỉ. Sẵn sàng thu hoạch. Cái này như thế nào? Đã mở thành tích thợ xén lông vịt. Đã xén lông vịt rồi. Mình xem bên này nào. Phần tin tức. Nhiều cái lạ quá các bạn ơi. Bây giờ phải sản xuất như thế nào? À, đang đợi 1 giờ mấy cơ mà. Rồi nuôi tôm hùm cần phải 6 tiếng sau nữa mới có.
máy đan lưới, bẫy vịt này, bẫy tôm hùm này. Mày cứ làm cái đi. Lưới này, lưới đánh cá này, đấy, cứ sản xuất mù mịt đi. Rồi ngày mai tìm hiểu tiếp. Còn các bạn có hướng dẫn gì giúp mình thì các bạn nhớ comment ở dưới để hướng dẫn với mình với nhá. Bây giờ theo mình nhớ là có thêm nhiều cỗ máy quá. Ngày xưa cái này là mình vẫn chơi hàng ngày này, đúng không các bạn nhỉ? Nhấp một cái nào. Vòng quay may mắn là xem kiếm được gì đây. Có được động đắc không? Con vé gì đây? Lượt quay mới à? Phản đâu? Cái đấy là cái gì mà nó không thông báo cho mình các bạn nhỉ? Không tốn kim cương đâu, đừng có lừa tớ. Cái vé đấy thì xem ở đâu nhỉ? Bạn chưa nhận được tin nhắn nào. Có cả khu dân cư nữa. Thủ lĩnh và đồng thủ lĩnh chọn hiển thị thông tin này ở phần đặt khu dân cư. Vì bạn chọn không tham gia cuộc đua hiện tại. Hôm nay có cái giải gì mới hả các bạn? Hãy gia nhập khu dân cư để giao dịch. Ôi giời, có cái gì mà đua Ngọc Trinh thế này? Hình như là cái này là kiểu gia nhập clan hả các bạn? Có phải là kiểu như là clan ở trong COC không nhỉ? Đúng rồi. Tên khu dân cư. Có gì thì mình cứ để đây đã. Để có gì tự tìm hiểu thêm hoặc các bạn hãy chỉ hướng dẫn thêm cho mình ở cái phần này nhá. Cái gia nhập. Mình nghĩ đây giống như là Clash rồi đúng không các bạn nhỉ? Rồi có mỗi 30 thành viên này. Được đấy. Rồi mình sẽ lập Clash. Bạn nào muốn chơi thì giúp đỡ mình với. Thỉnh thoảng mình vào thăm ngôi làng của các bạn rồi chúng ta cùng quay rồi mua bán với nhau nhá. Rồi lên TV nhá các bạn nhá. Mình sẽ thu hoạch cái này. Trồng thêm ít đậu tương nữa đi. Rồi. Giải không hề có ngay hàng thẳng lối gì cả. Theo mình nhớ thì là nên trồng liên tục đi. Đừng để cho đất nó thở. Trồng mù mịt vào. Lúa ngô khoai sắn gì chơi hết đi. Chắc là cũng tốn nhiều đấy. Tại vì sản xuất cho mấy thánh kia mất thời gian lắm. Gà mình đã đẻ trứng rồi. Thịt. Vật phẩm kho của mình đã chứa nhiều lắm rồi đây. Nhận phần thưởng là ở cái nhà này. Ở đây giống như kiểu là thao hồ Clash of Clans các bạn nhờ. Ôi giời. Mình đã hoàn thành 106 trên 144 thành tích rồi. Ôi có nhiều thành tích mới luôn mình chưa đạt được. Rồi từ từ chúng ta sẽ cùng đi chinh phục phải không các bạn? Hôm nay có nhiều trang sức mới nhờ. Vòng tay sắt xem nào. Nhẫn kim cương à? Nhẫn kim cương lại mất kim cương à? Mở khóa cấp 98. Cái hòm mỏ này mình không có cái gì để nổ nữa cả. Máy làm nến nữa này. Nhiều cái nhỉ. Càng ngày bắt đầu thấy càng phức tạp dần rồi đấy. Mình có 3 thỏi vàng mình luyện luôn. 3 thỏi than mình cũng luyện luôn. Luyện bớt đi cho nó rộng kho phải không các bạn? Mình thử kiếm có đơn hàng nào không nào. Không biết cái miếng bacon kia lấy ở đâu ra. Có một miếng bacon kia mình. Bacon là lấy từ mấy con lợn này à? Hay sao nhỉ? Thức ăn cho gà được rồi. Thôi ăn đi các em ơi, ăn đi. Ăn hết chưa? Ăn hết luôn 6 bịch của anh rồi. Mình sẽ phải sản xuất thêm cho gà thôi. Gà nhiều lắm. Mấy gà là chó mèo này nữa. Tội nghiệp thật. Xe đạp nghi ngút luôn. Quá nhiều cái mới luôn. Ngày xưa mình chơi không có mở được cái vùng đất này đâu này. Bây giờ nó mở được thêm nhiều phết. Mà đúng rồi, 6 năm rồi cơ mà. Như vậy trong video ngày hôm nay, mình đã cùng các bạn trở về ngôi làng Hay Đây bỏ hoang hơn 2 năm không vào của mình.
Thực sự thì đã có rất nhiều mới lạ mà mình cần phải tìm hiểu ở trò chơi này rồi. Nếu các bạn có gợi ý về hướng dẫn những cách chơi để tăng tốc nhanh hơn thì hãy để lại câu trả lời ở phần bình luận phía dưới, giúp mình xây dựng lại ngôi làng này thật nhanh chóng nha các bạn nha. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy ủng hộ mình một like, share, bấm vào quảng cáo để mình có thêm động lực làm những video hay hơn. Và hãy chắc chắn rằng các bạn đã bấm đăng ký kênh Akari Gaming, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được những thông báo mới nhất, chính xác nhất về nội dung game Heyday cũng như là Clash of Clans, Pro Star. Và bây giờ chúng ta hãy tạm biệt nhau thôi nào. Bye bye.